Ngày 15 tháng 3 tại thành phố Đà Lạt, Ban Thường vụ tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức cuộc họp để xem xét thi hành kỷ luật đảng viên. Cuộc họp có sự tham dự của đại diện lãnh đạo vụ địa phương 3, ban tổ chức trung ương và vụ địa bàn 7, ủy ban kiểm tra trung ương. trên cơ sở thông báo của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an về quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông nguyễn ngọc ánh tỉnh ủy viên tránh thanh tra tỉnh lâm đồng để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án theo quy định của đảng ban thường vụ tỉnh ủy lâm đồng tiến hành bỏ phiếu đề nghị ban bí thư bộ chính trị xem xét kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với ông nguyễn ngọc ánh để cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ vụ án theo quy định Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Theo thông tin từ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An cho biết, đến nay đã có 447 hộ dân ở xã Châu Hồng bị ảnh hưởng bởi tình trạng sụt lún, được nhận tiền hỗ trợ là hơn 10 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này đều do công ty cổ phần Tân Hoàng Khang chi trả. Xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An được xem như thủ phủ khoáng sản khi trên địa bàn có 6 mỏ đá trắng và 2 mỏ quạng thiếc, trong đó chỉ có công ty cổ phần Tân Hoàng Khang khai thác quạng thiếc có bơm hút nước ngầm dưới lòng đất. Như truyền hình nhân dân đã đưa tin, thực trạng sụt lún nứt nẻ đất nhà cửa của nhân dân xã Châu Hồng bắt đầu xuất hiện ở ruộng lúa từ cuối năm 2020. Đến đầu năm 2022, hiện tượng này lan rộng đến nhà ở của các hộ dân, cơ quan và trường học của xã Châu Hồng, ảnh hưởng đến tính mạng tài sản của người dân báo cáo khảo sát của liên đoàn địa chất bắc trung bộ đến nay chưa xác định được nguyên nhân cụ thể gây ra sụt lún tại xã châu hồng mà chỉ đưa ra nhận định chung chung do cạn kiệt nguồn nước ngầm